Hello everyone, mà tôi sẽ đây nè, tất cả mọi người đọc nè mà ngày nay chụp cho mùi nâng lục rung một đồng tiền hai ngày nay dương nâng chụp đoàn là điểm tỷ bốn Karin tiện chụp tạo ông lê mà chấn công của mặt hàng phê xong phong bốn tăng lên tất cả mọi người để chất bạc mà tăng lạc để đâu trong mùi lục rung một nè mà chấn như mùi bị tỷ mùi mà bị tỷ mùi cứ như thế này tỷ nắng dương bò trại thứ mà chẳng bị thải thứ cứ ăn lấy ăn hàng tịt mà tịt tiếng nghe ôm bờ bị tịt tí mà tịt tí ăn hàng hẹt nắng cứ dương bò trại thả ấp mà chẳng bị ấp ăn lấy dương dương ăn hàng hẹt cho bị ấp thấy dương mà bị sờ lạnh mình tiện sở lãi như anh thật là lập mà lập nắng dương bỏ trái tháng rõ lạnh mà hay lập rõ lạnh mà chẳng bị sở lãi như anh thật lập cho bị nắc mà bị nắc cứ như anh thật mít để anh đồng tiết mít và mít nắng cứ như bỏ trái nắc cho nhóm nắc mẹ ông ấy thật mạch mình mà ai ông lấy những anh ta nhóm ai cho nấc mịt cho nẹ dùng anh dùng nhóm nấc mẹ mà lấy dương to tới bị mặt to tiết và bị mặt to tiết nực nông mê rên tìm môn dương trái cứ những anh ta sẹt 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 đây nó cứ bắt sao cái crom ấy đôi nhạc khẩu chất ấy cái chân này dây bị thả sẹt 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 nó cứ dùng một cái thả cái crom đọc bếp không mà hãy yên đi ăn thả sai 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 nó cứ dùng ăn thả yên khmạc mà không mà yên yên khmạc mà cho bị yếm mà bị yếm cứ như anh ta cry cry mà cry nó cứ như bỏ cry phá yếm smile 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 nó cứ như bỏ cry phá nhau nhầm mà bị như nhầm mấy như anh ta smile mà vẫn không nhầm anh muốn nó chỉ là một đồng tiền mà bị tìm mối cứ làm đồng tiền như anh ta tích thứ hẹp hẹp mặt sorry hẹp stop lập lập rõ lại mì chứ anh hàm mì nấc sẹt rìm crom tai tai yên khmát cry cry yếm mai mai nhầm nhầm cho không nhầm 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 ông lấy như anh làm mấy mày ông lấy như anh là ai mai nhầm nhầm mà cái số phô hồi chính click the drive and share. Thank you. Bye bye.